Sáng nay, xe biển xanh cùng với nhiều lực lượng cảnh sát cơ động đã có mặt tại nhà của bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, nằm trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận thì khoảng 9 giờ cùng ngày, xe biển xanh xuất hiện trước địa điểm trên. Ở phía bên ngoài có một hai chiến sĩ mặc sắc phục cảnh sát cơ động đi lại ở bên ngoài trụ sở. Một lúc sau họ tiến vào bên trong tòa nhà này. Theo nguồn tin thì động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cao su Bà Rịa, công ty cao su Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đến gần 11 giờ cùng ngày, cảnh sát vẫn đang có mặt bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà để thực hiện công tác nghiệp vụ.